Ok, chào mừng các bạn đến với channel game tổng hợp của mình. Giờ thì mình mới vừa tải cho game Flash Warrior về nè. Mình sẽ cho nhân vật thôi, mình không thích nữ, mình thích nam à. Thích nhân vật nam cho nó mạnh mẽ. Nó cho mình sẵn trước 1.000 cái này á. Ok, thử đi. Thôi mình đánh thử đi. Dạ quýnh thử đi biết. Normal Battle. What? Oh, chiến. Thể loại này chiến sao đây? Rồi luôn cái thử nữa. Oreo challenge. Hey everybody, it's Tiara and we're gonna be doing the Oreo challenge. Này hình như thẳng tới. Súng này, cho mày súng ra đây hết rồi. Khi mà con này. Chết.
Mở gương coi tặng được gì đây. Da mình nấp lên này, mình nấp cái trang bị của mình lên cho nó mạnh mạnh mới được. Hoài trời lại thì chứ quảng cáo là lại ra trở lại đi, mình đắp trang bị lên mới được. Như này mấy giây nó quảng cáo hoài, cái quảng cáo chó mẹ nó quảng cáo hoài chứ không biết nữa. Snap. Cái gì ta cài vô thử lại thánh luôn, có trò game mà quảng cáo bà cố nội cha nó quảng cáo có giống què gì không biết nữa. Ủa nó gì mà quảng dữ à, rồi đại thánh luôn, mất bao nhiêu giây em sẽ chết, gặp boss không, toàn gặp boss không. Con boss bị dữ không lại đó là số đã định là em sẽ ngủm cù đéo ở đây.
ngẫm rồi. Rồi em nó đã bị ngẫm. Over. Chỉnh vô chúng cái gì hết biết gì luôn. Vãi linh hồn trò game này thiệt chứ. Oh my gosh, I just got ambushed by another player. They have less soldiers than me though, so I'm just gonna send my cavalry. Lại mẹ luôn. Thì ra là mình coi quà của nó là mình coi quảng cáo. Sợ cái trò game mày luôn rồi. Game quảng cáo quải lợ thiệt chứ. Thôi một chút mình sẽ vô tiếp. Bye bye, see you again.